nghiêm án à, chỉ vọng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày 12 tháng 5 năm 2009 người nhạc Lão tham sư tỉnh không đi điểm cao phủ đài loan tập 28 mươi a pháp sư các vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán kinh danh tờ thứ năm xem ở hàng sau cùng thế giới nhận tấn cập thiền định trí tuệ phương tiện thần thông đẳng phía trước chúng ta học đến trí tuệ đây là bồ tát Tự hành hóa tha mười Ba la mật Cũng gọi là 10 độ Sáu điều phía trước Trên Kinh Đại Thừa thường gọi là lục độ Chỗ này mọi người rất quen thuộc Hiện tại phía sau lục độ Lại thêm vào phương tiện Nguyện, lực, trí Hợp thành mười ba la mật đây là bồ tát văn thù ở trên hội hoa nghiêm dạy bảo các bồ tát cương lĩnh tu hành ở trong kinh bát nhã thế tôn thường nói với chúng ta bồ tát từ sơ phát tâm thẳng đến như lai địa khóa một học tập chính là mười loại này hoặc giả nói lục độ lục độ ý nghĩa của thập độ cùng lục độ trên thực tế không có khác biệt nói phía sau lục độ phương tiện nguyện lực trí đều thuộc về bát nhã ba la mật nó liền bao gồm ở trong đó nói mười độ là đem trí tuệ triển khai trí tuệ bát nhã là thể bát nhã là thể phương tiện nguyện lực trí là đức dụng của bác nhã có thể có dụng trong pháp đại thừa phật lại thường nói trí tuệ có hai loại một loại là thật trí trí tuệ chân thật một loại gọi là quyền trí quyền trí chính là phương tiện khéo léo ở trong mười ba la mật bát nhã ba la mật là thật trí phương tiện nguyện lực trí là quyền trí ngoài ra một danh từ trên kinh có nói căn bản trí hậu đắc trí căn bản trí chính là bát nhã ba la mật Phương tiện quyền lực trí Là thuộc về hậu đắc trí Chúng ta Đây dùng một lời Dễ hiểu hơn để nói Mọi người liền hiểu Căn bản trí Là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước cái này hoàn toàn không có trí tuệ bát nhã trong tự tánh liền hiện tiền đó là căn bản trí trí tuệ chân thật hậu đắc trí là cái gì hậu đắc trí thì có một chút giống tri thức mà hiện tại chúng ta thường gọi ở trong đó có vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì bồ tát ở ngay trong cuộc sống thường ngày giáo hóa chúng sanh chẳng phải là giống y như phạm phu chúng ta hay sao đúng vậy không hề khác nhau tuy không hề khác nhau cũng đích thực có hai thứ hai thứ này là gì vậy giác và mê phàm phu không giác thật có phân biệt chấp trước bồ tát a la hán họ giác ngộ rồi tuy là biểu diễn có phân biệt chấp trước trên thực tế trong lòng họ không có chủ này không như nhau trên biểu hiện có cái gì giống giống như biểu diễn trên sân khấu biểu diễn trên sân khấu thì căn cứ cái gì căn cứ kịch bản trong kịch bản viết bảo bạn cười đến lúc thì bạn phải cười bảo bạn khóc đến lúc thì bạn phải khóc đó không phải là thật là giả là giả bộ thôi phật bồ tát ứng hóa ở thế gian chính là biểu diễn ở trên sân khấu phàm phu chúng ta thì sao? Phạm phu cho cái biểu diễn là thật, thật có phân biệt, thật có chấp trước, khác nhau ở ngay chỗ này. Thế nên người chân thật giác ngộ, họ thấy ra được, họ thấy rất tường tận. Phạm phu chúng ta không nhìn thấy ra rồng rắn lẫn lộn phật bồ tát hòa quang hồng trần với phàm phu chúng ta không có trí tuệ thì không thể thấy ra được năm xưa thích ca mâu ni phật ở đời sau khi khai ngộ vì mọi người giảng kinh nói pháp 49 mươi chín năm Thế nên ở Trung Quốc Chư Phật Bồ Tát Thị hiện làm tổ sư Đại Đức Làm tỳ kheo Làm tỳ kheo đi Làm trưởng giả cư sĩ Làm ra rất nhiều tấm gương tốt để cho chúng ta xem thân phận của họ không bộc lộ chúng ta không hề biết thân phận vừa bộc lộ thì họ liền ra đi họ quyết không lưu lại thế gian trong nhiều thời đại ngay trong những người tu hành chúng ta xem thấy ở trong điện tích đại sư vĩnh minh viên thọ là a di đà phật tái sanh Hòa Thượng Phong Can Chùa Quốc Thanh Ở núi Thiên Thai Là a di Đà Phật Tái Sanh Hàng Sơn Thập Đắc Là hóa thân của dân thù Phổ Hiền Thân phận bộc lộ Thì các ngài liền ra đi Triều Nhà Tống Cùng thời giới Nhạc Phi thời đại của Tống Cao Tông. Hòa thượng Bố Đại của Phụng Hóa Chiết Giang là hóa thân của Bồ Tát Di Lạc. Ngài là chính mình tuyên bố nói với mọi người Ngài là Bồ Tát Di Lạc. Nói xong thì Ngài liền đi. Đó là thật, không phải là giả. Nếu như chính mình nói Họ là Phật gì đó, Bồ Tát gì đó tái sanh Nói rồi mà lại không chịu đi Đó là giả, không phải là thật Không luận là chính mình tuyên bố Hoặc là người khác tuyên bố dùng họ Nói rồi thì liền đi Bồ Tát Vĩnh Minh Viên Thọ Là Phật Định Quang nói ra Câu chuyện này rất dài Nói ra sẽ chiếm nhiều thời gian Năm xưa Quốc dương Là Phật giáo đồ Kiền Thành ông tổ chức một vô giá đại hội chính là tu cúng dường cầu phước vô giá chính là không có bất cứ điều kiện nào chỉ cần là người xuất gia đều có thể đến ứng cúng hoàng thượng thiết yến cúng dường pháp sư trong cái yến hội này không ai chịu làm chủ tọa các bậc hòa thượng cao đức đều nhường nhau đều là nhường lẫn nhau mọi người đều không chịu làm chủ tọa từ bên ngoài đi đến một hòa thượng xem thấy mọi người đều không muốn ngồi ghế chủ tọa ông liền lên ghế chủ tọa ngồi khi ngồi xuống thì mọi người đều ngồi ổn định mọi người đều không ai quen biết ông từ bên ngoài đến đã là người xuất gia chính là không có bất cứ điều kiện nào cho nên cũng không nói chuyện trong lòng của quốc dương cũng hơi khó chịu bởi vì vị trưởng lão ở ngay trong lòng của ông thì không ngồi ghế chủ tọa mà để cho một người ở bên ngoài đến ngồi có một vị hòa thượng khác sau khi yến hội xong khi tan tiệc hoàng đế liền thỉnh giáo với đại sư diên thọ ông nói hôm nay tổ chức vô giá đại hội này có thánh hiền đến ứng cúng hay không đại sư diên thọ nói với ông có ông hỏi người nào vậy hôm nay có định quan cổ phật đến ứng cúng Ông hỏi là ai? Chính là vì ngồi bên có lỗ tai to Ngồi ngay ghế chủ tọa Khi vừa nghe nói Định quan Phật đến ứng cúng Màu màu phái người Đi tìm Ông ngồi tỉnh tòa Trong một hang động ở trên núi Thân phận bị bộc lộ Biết được đó là định quan cổ Phật hóa thân đến Quốc dương liền muốn lễ thỉnh ngài ngài chỉ nói một câu. Di đà nhiêu thiệt, chính là a di đà phật đã nhiều chuyện rồi, vì sao mà bộc lộ cái thân phận của ta? ngài liền ra đi, liền giảng sanh. Những người đi tìm này dội vàng quay về báo cáo, định quang phật đã đi rồi. ngài nói ra một câu. Di Đà nhiêu thiện Vì thì Vĩnh Minh Duyên Thọ Chẳng phải chính là A Di Đà Phật hay sao Đem tin đề về báo cáo Khi báo cáo tin tức này Quốc dương nghe được Sức hoan hỷ Từ trước không hề biết Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ Là A Di Đà Phật tái sanh Vậy còn gì sai sao Dội dàng dẫn theo người đi lễ lạy đại sư vĩnh minh diên thọ vẫn chưa ra khỏi cửa bên ngoài liền có người đến báo tin người báo tin dội dàng đến nỗi gần như đụng phải quốc dương quốc dương nói khẩn trương đến như vậy có việc gì vĩnh minh đại sư viên tịch rồi thân phận vừa bộc lộ thì liền ra đi đó là thật không phải là giả bộc lộ thân phận rồi mà không ra đi thì đó là giả tuyệt đối không phải là thật không thể tin tưởng cho nên quyền trí hậu đắc trí chính là trí tuệ ứng dụng ở ngay trong cuộc sống thường ngày Nếu trí tuệ Nếu như không thể thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày Trí tuệ để có tác dụng gì? Vì hạ tất với cầu trí tuệ Cho nên Bồ Tát, Giang Thù, Phương Tiện, Khéo Léo đêm bát nhà ba la mật thực tiễn ở ngay trong mọi mặt cuộc sống là phương tiện ba la mật nguyện ba la mật lực ba la mật trí ba la mật tiện lợi chúng ta học tập. Cái gì là phương tiện? Trong Đại Thừa Giáo nói rất hay. Thiện xảo phương tiện Tự tích công đức Cái bảy này là thứ bảy Trong ba la mật thứ bảy là phương tiện độ phương tiện khéo léo tự tích công đức lại tế độ tất cả hữu tình vậy câu nói này là tổng thuyết cái gì gọi là phương tiện nói được rất rõ ràng trong đại thừa giáo cũng thường hay nói ba loại phương tiện không lìa cái tông chỉ này ba loại phương tiện cái thứ nhất tiến thú quả hướng phương tiện tu chư công đức hồi hướng phật quả điều này rất quan trọng chúng ta học phật đó là tu nhân Tại vì sao phải tu nhân Luôn hy vọng được một cái quả báo Mỗi một người Chí nguyện tuyệt nhiên không như nhau Bạn xem thấy Tuyệt đại đa số người cầu cái gì Phước báo trời người Có thể cầu được không khẳng định có thể cầu được khi tôi bắt đầu học phật đại sư chân gia nói với tôi phật thì môn trung hữu cầu tất ứng bạn cầu thành phật đều có thể nhận được huống hồ những thứ khác thành phật phải so sánh cùng phước báo trời người không thể so được phước báo trời người đó là một việc nhỏ không đáng kể quả phật thù thắng không gì bằng bạn cũng có thể có được huống hồ phước nhỏ báo nhỏ nhân gian này nhưng lão sư lại nói với tôi có rất nhiều người cầu không có cảm ứng đó là nguyên nhân gì đó là chính mình có nghiệp chướng bạn cái cảm ứng này ngay trong đó nó có chướng ngại tiêu trừ chướng ngại cảm ứng liền hiện tiền cái gì là chướng ngại gọi là nghiệp chướng nghiệp chướng chính là tất cả nghiệp bất thiện bạn đã tạo ra cái nghiệp bất thiện này chướng ngại phước báo trời người cho nên lão sư dạy tôi phải sám hối nghiệp chướng chướng ngại của bạn không còn thiện nhân thiện hạnh quyết định cảm được thiện quả chúng ta xem liễu phàm tư huấn bạn thấy liễu phàm tiên sinh trong mạng không có công danh cái công danh này cũng như hiện tại gọi là học vị vào thời xưa cử nhân tiến sĩ đó là công danh phải đi thi những học vị này trong mạng của ông không có trong mạng ông chỉ có tú tài trong màn ông không có phước báo phước báo là có một chút rất ít làm quan cao nhất cũng chỉ có thể làm đến một vị trưởng quyền rất nhỏ hơn nữa ở một nơi rất hẻo lánh khổng tiên sinh nói với ông ở tứ xuyên có một cái huyện nhỏ tuổi thọ chỉ có 53 tuổi. Vào lúc đó, khi đang làm trưởng quyền, đến 53 tuổi phải mau từ chức trở về quê hương. Không muốn chết ở nơi đất khách. Để ông quay về lại quê hương thọ chung. Thiền sư Dân Cốc nói rõ với ông Cái đạo lý nguyện cầu vốn dĩ ông không mong cầu thứ gì Chân thật là Với người vô tranh Với đời không mong cầu Hơn 20 năm Tình hình đời sống mỗi năm Khổng tiên sinh tiên đoán hoàn toàn như nhau Cho ông tin tưởng dân mạng Một lòng một dạ Thiền sư Dân Cốc nói với ông Dân mạng từ do đâu mà có Là do bạn đời trước tu được Tu bằng cách nào vậy? Bạn xem mười ba la mật Cái thứ nhất là nói Bố thí Bạn đời trước hoan hỷ dùng tài vật Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Sức hoan hỷ Tu tài bố thí Bạn tài khố Ngay trong sinh mạng này Liền phong phú Bạn đời trước không có tu tại khố đời này trống không có câu là một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định tiền định chính là ngay trong đời quá khứ đã tu ngay đời này là quả báo của bạn nhà phật có hai câu nói rất hay dục tri tiền thế nhân nếu chúng ta muốn biết đời trước chúng ta đã tu là cái nhân gì kim sanh thọ giả thị ngay đời này bạn hưởng thụ chính là quả báo nhân quả là quyết định tương ưng dục tri lai thế quả kim sanh tác giả thị hành vi tạo tác khởi tâm đồng niệm ngay đời này của chúng ta đây là ở nhân quả báo ở đời sau nếu như nhân của chúng ta thù thắng có sức rất mạnh ngay đời này cũng sẽ chuyển biến nhân thiện thì hướng đến phía tốt mà chuyển nhân ác thì sẽ hướng về phía ác mà chuyển thảy đều đang chuyển tiên sinh liễu phàm sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi chân thật sám hối đoạn ác tu thiện cho nên ông phát ra cái nguyện cầu công danh công danh liền có được ông thi đầu cử nhân qua vài năm sau lại thi trúng tiến sĩ sau khi thi được tiến sĩ rồi thì làm quan to vẫn là tri quyền Thế nhưng là một quyền to Trực tiếp từ hoàng đế quản lý Tri quyền của quyền Bảo Trì Vì thì không như nhau Mỗi năm thu nhập Bỗng lộc thu nhập Ngày một nhiều Cùng giới khổng tiên sinh không như nhau Thọ mạng 53 tuổi 53 tuổi Năm đó ông cũng được bình an trải qua Cũng không có việc gì Ông sống được 74 tuổi Kéo dài được 21 năm Đi chính là nói vận mạng là có không phải không có thế nhưng không phải định số không phải túc mạng luận là có thể thay đổi nếu như tâm của chúng ta thiện hành vi thiện ngôn ngữ thiện vận mạng của bạn kéo dài không cầu cũng kéo dài tiên sinh liễu phàm không cầu không cầu trường thọ trong mạng của ông không có con cái Ông cậu con cái thì có được ba đứa con trai Con trai cưới được con dâu Dường như sanh cho ông đến bảy đứa cháu nội Cho nên đời sau của tiên sinh liễu phạm Con cháu đời sau vẫn là hưng dượng Người đời sau của ông có liên hệ qua với tôi tôi rất muốn đi thăm viếng họ đây chân thật là hậu duệ của thiện tri thức họ y giáo phụng hành nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta là bất thiện vậy chút thiện nhân thiện quả trong đời quá khứ đã tu được cũng bị khuyết tổn mất Bị trừ bớt đi Cho nên nếu người chân thật Hiểu được nhân duyên quả báo Tham sân si mạng Liệt không có Vì sao vậy? Đó là quan uổng. Ta muốn phát tài Dùng thủ đoạn tham sân si mạng Có thể có được không? Không thể có được Cái có được là do trong mạng của bạn có Trong mạng có khẳng định sẽ bị khuyết tổn Trong mạng có tiền tài một ức Dùng tâm hành không chánh đáng Thủ đoạn không chánh đáng Nhiều nhất là bạn có được phân nửa thôi Thì cảm thấy rất nhiều rồi Kỳ thật Trong mạng của bạn là một ức Đã bị khuyết tổn phân nửa Bạn nói xem có quan ổn hay không Nếu như bạn muốn dùng thiện tâm để giúp đỡ xã hội, tất cả chúng sanh khổ nạn, vì thì, thì một ức đó của bạn sẽ biến thành hai ức. Nó sẽ tăng trưởng thêm lên. Cho nên ở thời kỳ đầu, Tôi ở Đài Bắc Lập pháp diện chúng ta Diện trưởng dương đến thăm tôi Liền nói Đến làm thế nào Có thể làm cho Người hiện tại trừ bớt đi Tham sân si mạng Có thể đem nó hóa giải sau khi tôi nghe rồi tôi chỉ trả lời một câu phật nói với chúng ta cần tu giới định tuệ thì diệt trừ tham sân si lời nói này rất hay chân thật thế nhưng người hiện tại không chịu tu giới định tuệ vậy thì phải làm sao giáo dục nhân quả nếu như họ chân thật đem giáo dục nhân quả làm cho rõ ràng làm cho tường tận họ tự nhiên liền chịu thật tu cho nên chúng ta nghĩ lại đại sư ấn quan ngay trong một đời ngay chỉ đề xướng giáo dục nhân quả ở ngay trong hoàn cảnh này của chúng ta càng nghĩ càng thấy lão hòa thượng chân thật có trí tuệ chân thật cừ khôi Ngày nay cả thế giới này Chúng ta đồng loạn Vấn đề xảy ra là do đâu Xảy ra ở chỗ không tin nhân quả Không hiểu nhân quả Khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm Đều sai lầm Đêm phước báo đã tu được Ngay trong đời quá khứ của chính mình Làm cho tiêu hao hết Bạn nói xem thật đáng tiếc Vì thì sau khi cái thân này chết rồi Bởi vì tạo tác vô số việc bất thiện Đời sau đi đến nơi đâu Đi vào ba đường ác Bạn có quan ủ hay không? Nhất là hiện tại Tai nạn trong xã hội nhiều đến như vậy Hôm qua tôi đã nói qua Đồng tu nói với tôi Hiện tại có rất nhiều người Dùng danh nghĩa của pháp sư tịnh không công bố tin tức dự báo tai nạn hôm qua tôi cũng có nói không phải tôi công bố tôi không biết lúc nào thì có tai nạn không biết bởi vì bình thường tôi cũng không xem báo chí cũng không xem truyền hình Môi giới truyền hình những người này tôi đều không biết Hơn nữa đồng tu chúng ta Có được mấy người có tâm Tiết lục ra những tin tức quan trọng để cho tôi xem Ở chỗ này Đây là đồng tu ở nơi đây Đưa đến một tờ báo để cho tôi xem đây là tuyên bố của báo chí, tổ chức vệ sinh thế giới cảnh báo, nói năm tới e rằng một phần ba nhân khẩu nếu nhiễm phải loại dịch cúm mới, việc đây là trên báo chí đang, không phải tôi truyền đi. Đồng tu lại từ trên mạng. Cũng là nói đến việc này. Bạn xem, tải xuống từ trên mạng cho tôi xem. Các gì phải nên biết, không phải tôi truyền. Tuy là tôi không xem những thứ này, thế nhưng có không ít đồng tu họ rất quan tâm đến những việc này khi gặp những việc này đều đến báo cáo với tôi hỏi tôi làm thế nào để ứng phó trong đây các vị phải nên biết hiện tại là loạn thế không luận là ở trong nước ở ngoài nước Người lên đồng rất nhiều Họ cũng truyền đi một số tin tức Chúng ta làm thế nào ứng phó Chúng ta phải có trí tuệ Phải bình lặng Tỉ mỉ quan sát Báo cáo của họ là hợp tình, hợp lý, hợp pháp Có thể dùng để tham khảo Nếu như Không hợp tình, lý pháp đó chính là giả là gạt người. Chúng ta đã bị người gạt và còn tình nguyện, bị quỷ gạt vậy thì không đáng. Những yêu ma quỷ quái này thường hay gạt người. Ngày trước đại sư chân gia nói với tôi, mạng thanh mất nước chính là bị quỷ thần lừa gạt. Ai bị lừa gạt? từ khi Thái Hậu bị quỷ lừa gạt. Từ khi Thái Hậu vào cuối đời, việc lớn quốc gia bà hỏi ai? Bà không hỏi người, bà cầu cơ. Hỏi quỷ thần. Nghe chỉ thị của quỷ thần mà mất nước, Khi tôi còn trẻ cũng thấy qua cầu cơ Khi còn nhỏ tôi ở Phúc Kiến Phúc Kiến tình hình hầu đồng rất nhiều Trong nhà thông thường Đều có loan đàn Ở trên sa bàn viết chữ Vào lúc đó chúng tôi học tiểu học một hai tuổi chúng tôi thấy rồi thì tin tưởng bởi vì người bốc kê không biết chữ lâm thời tìm đến đi đến đâu để tìm lên trên phố mà tìm người kéo chiếc xe đẩy bán củi bán nước vào lúc đó không có nước đóng chai nấu nước để bán những người này không có đi học Đều không biết chữ Cũng không biết viết chữ Tìm hai người như vậy đến Ở trên bốc đàn Cái bốc đàn đó dạng bàn cờ Phía trước khắc một cái đầu rồng Ở trên sa bàn viết chữ Hai người nhìn vào đó Động tác rất chậm Một giờ đồng hồ Đại khái có thể viết mấy chục chữ Đến hơn một trăm chữ Chữ viết rất là quy củ Từng nét, ngay thẳng Chúng ta ở bên cạnh xem đều không nhận biết Đem nó ghi chép lại Cho nên ta không hoài nghi Nếu như là phần tử tri thức chuyên nghiệp Thì chúng ta hoài nghi Hoặc không phải Lâm thời tìm đến Thế nhưng sau khi tôi đến Đài Loan Ở nơi Đài Bắc Đài Bắc tôi cũng tham quan qua bốc đàn đó là gì vậy? Cầu cơ là bốc đồng, chuyên nghiệp, người khác không được. Đó là việc chuyên nghiệp của họ. Khi dán đàn, tôi cũng tham quan qua. Chỉ thấy được động tác rất là nhanh. Ở trong sa bàn viết chữ, tôi xem qua một giờ đồng hồ, tôi cũng không nhận ra được một chữ Động tác quá nhanh Chỉ nghe trong miệng Họ đọc qua có từ bên cạnh lập tức ghi chép lại Một giờ đồng hồ ghi chép lại mấy ngàn chữ Tôi hoài nghi Việc này thật không đáng tin vào lúc nhỏ tôi xem thấy ở Phúc Kiến Tôi cảm thấy có thể đáng tin Tôi thỉnh giáo với Đại sư chân Gia Đại sư Chương Gia liền nói với tôi Đó không phải là thần tiên Tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát Linh quỷ Mạo nhận danh nghĩa của Phật Bồ Tát họ cũng muốn làm chút việc tốt cho nên việc nhỏ rất linh việc lớn thì không linh đại sư đem những việc này nói rõ với tôi nói đến cuối đời mãn thanh từ khi thái hậu tin tưởng vào việc này cho nên làm lỡ mất đi việc lớn hiện tại giống như những tin tức này tin tức của linh giới quá nhiều chúng ta không thể nhẹ dạ tin theo cho dù Anh truyền đi những tin tức tai nạn này chúng ta cố gắng niệm phật cũng là việc tốt chúng ta dùng niệm phật y theo kinh điển để tu hành tu sám hối sám trừ nghiệp chướng các việc ác chớ làm dân làm các việc thiện đoạn tất cả ác tu tất cả thiện thì tốt quá vậy thì có thể hóa giải tai nạn bạn xem trong hoàng nguyên quán nói cho chúng ta nghe rõ ràng đến như vậy cảnh tùy tâm chuyển Ý niệm của chúng ta thiện Cả thảy tế bào thân thể của chúng ta Thảy đều thiện Tâm hành của chúng ta không thiện Vậy thì cả thảy tế bào thân thể đều bất thiện Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bộng Thắng Nhật Bản Đã chứng minh sự thật này Cho nên thân thể có bệnh Thì trị bằng cách nào Dùng tâm thanh tịnh để trị Dùng tâm bình đẳng để trị Dùng tâm từ bi để trị Thuận tình thuận thiện Tế bào bị bệnh của bạn tự nhiên Liền sẽ được hồi phục Bình thường Hồi phục bình thường thì khỏe mạnh Hồi phục bình thường thì khỏe mạnh Nếu như ngày ngày chúng ta phiền não rất nặng Có lo lắng, nóng dội tế bào bình thường của chúng ta liền sẽ biến thành tế bào độc tế bào mang theo độc tố vậy thì liền bị bệnh bệnh từ nơi đâu đến bệnh từ tâm sanh trong tâm bạn khác thường trái ngược luân lý đạo đức lục phụ ngũ tạc của bạn có vấn đề cho nên tâm địa thanh tịnh người lương thiện rất ít bị bệnh chính là khi giảng sanh cũng không bị bệnh việc này chúng ta phải nên hiểu chúng ta phải nỗ lực học tập vì sao vậy khi giảng sanh nếu là bị bệnh người đó rất là đáng thương bạn bị bệnh không thể tự lo liệu hay nói cách khác bạn thấy đều là do người khác chăm sóc bạn bạn hoàn toàn bị người khác khống chế bạn không thể làm chủ cho nên người niệm phật phước báo lớn nhất là khi giảng sanh như vào thiền định không có bệnh khổ biết trước giờ chết vào lúc nào thì đi rõ ràng tường tận đi được mau lẹ gọn gàng phía trước chúng ta nhắc đến lão thái thái của tưởng quân hương bạn thấy bà đi được tự tại cỡ nào không hề bị bệnh đứng mà đi pháp sư đàm hư thường hay nói người thợ giá nội cho chúng ta nghe cũng xem là bạn học với ông họ cùng một thầy niệm phật ba năm đứng mà ra đi Đi rồi còn đứng ba ngày Đợi đế lão đến lo hậu sự Bạn xem có lợi hại không Đây gọi là chính mình có thể làm được chủ Những người này đang thể hiện cho chúng ta tấm gương tốt Nói đến chỗ này Tôi ở Hoa Kỳ ở cựu kim sơn một khoảng thời gian ở nơi đó có một hộ pháp là lão thái thái phu nhân của tướng quân cam lập sơ chúng tôi quen biết nhau ở đại trung bà cũng là học trò của lão sư lý cho nên khi tôi đến Hoa Kỳ Bà chăm sóc tôi chu đáo Bà kể cho tôi nghe một câu chuyện Chính mặt bà thấy được Một người bạn của bà Cũng là lão thái thái Con trai con dâu Đi học ở Hoa Kỳ Sau khi tốt nghiệp xong Thì kết hôn ở Hoa Kỳ Công tác ở Hoa Kỳ Sinh ra Một đứa con trai Cháu nội của bà thế là con trai của bà trước bà đến hoa kỳ cũng từ đài loan đi qua qua để làm gì làm việc nhà chăm sóc đời sống của con dâu con trai giữ trẻ nhỏ cho chúng chăm sóc cháu nội nhỏ đã ở hoa kỳ rất nhiều năm cháu nhỏ của bà đã đi học đi vào mẫu giáo mỗi ngày con trai con dâu đi làm đưa trẻ nhỏ đi đến trường buổi tối tan ca thì rước trẻ nhỏ về bình thường trong nhà chỉ có một bình lão thái thái bà lại không biết tiếng anh cũng không biết lái xe cho nên biến cái nhà này thành một cái đạo tràng chỉ một lòng niệm a di đà phật niệm thế nào tu thế nào không ai biết ngày mà bà giảng sanh mọi người mới phát hiện ngày giảng sanh không nói với người nhà không có người nào hết chỉ là ngày hôm đó bởi vì sáng sớm mỗi ngày do lão thái thái thức dậy sớm chuẩn bị ăn sáng sáng hôm đó lão thái thái không thức dậy khi mọi người thức dậy không có thức ăn sáng liền mở phòng của lão thái thái ra địa xem lão thái thái mặc quần áo rất chỉnh tề mặc áo choàng lam trên tay cầm chuỗi hạt đang ngồi xếp bằng trên giường gọi bà cũng không trả lời xem kỹ lại thì bà đã giảng sanh rồi ngồi mà đi bạn thấy rất nhẹ nhàng rất tự tại càng không thể nghĩ bàn hiếu phục của con trai con dâu cháu nội không biết là bà may vào lúc nào hiếu phục xếp để ở trên giường còn còn có tờ di chúc là giết xong Thấy đều để ở ngay trước mặt biết trước giờ chết Bạn sớm đã biết được đây là cam thái thái dính mắt xem thấy thật dụng công thật cố gắng bạn thấy không bị bệnh nói đi thì đi cho nên bà không nói với người nói với người nhà bà sợ rằng họ sẽ trở ngại bà sẽ không để bà ra đi bà đi rồi thì không có người làm việc nhà có thể thấy được bà không luống uổng qua ngay đời này bà đi đến thế giới tây phương cực lạc để làm phật bà làm như vậy chính là lợi ích chúng sanh làm cho rất nhiều người niệm phật nhìn thấy đây là tấm gương tốt Từ trước Đến giờ cũng chưa nghe kinh Cũng chưa tham gia Pháp hội Chính là một câu A-di-đà Phật Thời gian cũng không xem là quá dài Bạn xem trẻ nhỏ Chỉ từ khi con dâu sanh ra cháu nhỏ Thì bà mới đi đến Hoa Kỳ Con trai mới trước bà đi qua Đến khi trẻ nhỏ Đi vào mẫu giáo cũng chỉ là 5 tuổi. Chỉ có 5-6 năm thì bà thành tựu. Đây đều là hiện thân vì chúng ta nói Pháp. Chính bà có phương hướng, có mục tiêu. Phương hướng, mục tiêu không thay đổi. Cầu sanh tịnh độ, thân cận, A-di-đà. cái câu chuyện này là có thật. Câu chuyện giảng sanh ở thành phố Washington. Người mở tiệm mì tên là Châu Quảng Đại. Tôi còn nhớ được cái tên. Cư sĩ Châu Quảng Đại. Ông bị bệnh ung thư. Ung thư thời kỳ cuối. Ông không có tín ngưỡng tôn giáo Đến khi ung thư thời kỳ cuối Người trong nhà rất lo lắng Bác sĩ đã không còn cách trị liệu Ông liền tìm đến học hội chúng tôi Đồng tu học hội chúng tôi liền hộ niệm giúp cho ông Nói với ông Hướng dẫn ông Bệnh tuy là không thể hết Không nên cầu hết bệnh mà cầu sanh tịnh độ đem thủ thắng của thế giới cực lạc giảng cho ông nghe nghe xong ông rất vui mừng nói với vợ của ông nói với người nhà của ông không nên tìm bác sĩ các người thấy đều niệm phật giúp cho tôi giảng sanh niệm phật qua một ngày nói với mọi người có hiệu quả vì sao vậy ông không còn đau nữa ông liền niệm theo ba ngày ba ngày ba đêm không gián đoạn ông liền giảng sanh. Tướng tốt hy hữu. Chân thật có thể giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta, cho dù ở trong tai nạn rộng khắp, một phần ba nhân khẩu rất lo sợ. Nhân khẩu toàn thế giới 6 tỷ người, một phần ba là 2 tỷ người. Đây là tổ chức vệ sinh thế giới cảnh báo chúng tôi không truyền bá dạo ngôn tin tức đầy mọi người đều biết thế nhưng chúng ta phải có chuẩn bị cho dù gặp phải sự việc này xảy ra chúng ta cố gắng nỗ lực niệm phật không nên xem thân mạng trọng tới như vậy trong đại thừa giáo nhất là kinh hoa nghiêm nói với chúng ta con người có sanh tử hay không không có Chính bởi vì không có Phiền não mới lớn Nếu như chân thật có sanh tử Vậy chết thật chẳng phải đã xong rồi sao Chỉ cho qua Còn nói gì đến nhân quả Phiền phức là Thân có sanh tử Linh tánh của bạn không có sanh tử Người Trung Quốc chúng ta gọi là Linh hồn Linh hồn của bạn không chết Nó lại đi đầu thai đây chính là nói đến sáu cõi luân hồi đây là thật không phải là giả cái thế gian này thân bằng quyến thuộc của bạn công danh phú quý của bạn không thể mang đi trong kinh điển thường nói không mang được thứ gì chỉ có nghiệp theo mình bạn tạo ra nghiệp thiện và ác thì mang theo nghiệp thiện giúp bạn đầu thai đến ba đường thiện ác nghiệp thì đưa bạn đến đầu thai ba đường ác cái sự việc này phiền phức bạn phải biết được cái chân tướng sự thật này ngay đời này phải vì đời sau mà lo nghĩ Ta hy vọng đời sau của ta Sẽ thù thắng hơn so với đời này Ta quyết định đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Thù thắng nhất trong thù thắng Không gì hơn giảng sanh đến Thế giới cực lạc Thân cận a di đà Phật Đi làm Phật Đây là thù thắng đệ nhất bạn xem thấy phía trước chúng ta nói người thợ giá nồi thành tựu thành tựu của vợ tưởng quân hương đứng mà giảng sanh cam phu nhân nói cho chúng ta nghe về người bạn của bà bạn xem bà đứng mà ra đi thật kỳ diệu thật tự tại châu quảng đại bị bệnh đồng tu chúng ta giúp họ hầu niệm Thấy được ông ấy ra đi thật là an lành Tướng lành tốt đến như vậy Cho nên Sau khi tường tận Thì không có lo sợ Không hề lo sợ chút nào Tin tức truyền đến Có lợi cho chúng ta Thì chúng ta vui mừng Vì sao vậy? Gắn sức dụng công Khiến thành tựu của chúng ta càng thêm có phần hoặc là khiến cho thành tựu của chúng ta đến trước đây gọi là phương tiện trí tuệ đây chính là phương tiện ba la mật chúng ta có phương hướng nhất định mục tiêu nhất định ở nơi đây, đây ở cái thế gian này tuyệt đối không nên tự tư tự lợi quyết định không thể đi cầu danh vọng lợi dưỡng vì sao vậy không thể mang đi nên xả phải xả xả được càng sạch càng tốt thích ca mâu ni phật làm cho chúng ta tấm gương chân thật ngay trong đời này không tranh với người không cầu ở đời người khác tán thán chúng ta gật đầu mỉm cười mà thôi không để ở trong lòng vì sao vậy Chúng ta kém rất xa so với Phật Có gì đáng để kiêu ngạo chứ Có gì đáng được tán thán chứ Người khác hủy bán đố kỵ hãm hại Hoan hỷ tiếp nhận Vì sao vậy Tiêu nghiệp chướng của chính mình Nghiệp chướng tiêu trừ Phẩm vị dạng sanh Mới có thể được nâng cao Quyết định không oán hận Hoan hỷ mà tiếp nhận Họ làm ra là việc tốt Họ không phải người xấu Thay ta tiêu nghiệp chứ vọng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail com diễn đọc phật tử thiện quang nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật